Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tinh thần biến, con đường tu luyện khá là lâu, bởi nó được chia làm nhiều cấp bậc. Tần Vũ một người cái cấp từ con người, hắn sẽ phải trải qua biết bao nhiêu lần lên cấp. Vậy trong tinh thần biến có bao nhiêu cấp bậc mà khiến con người ta phải khổ sở cái cấp đến như vậy? Ở video bình luận này anh em cùng mình xem về toàn bộ cấp độ trong tinh thần biến sẽ như thế nào. Thứ nhất, về bên phàm nhân, con người sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Một, hậu thiên được chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Hai, tiên thiên gồm có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Ba, kim đan gồm có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Bốn, nguyên anh gồm có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Năm, động hư kỳ sẽ tiến hành độ kiếp 69 sáu đạo sấm chớp thiên lôi, gồm có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Sáu, không minh kỳ gồm có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Bảy, độ kiếp tiên kỳ gồm có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. 8. Đại thành kỳ độ kiếp thành công 9 đảo sấm chớp gồm có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Còn độ kiếp thất bại sẽ trở thành tán yêu, tán ma, tán tiên. Ở đoạn này được chia làm 12 tinh. Thứ hai, tiên ma yêu giới. Một, thiên tiên, thiên ma, thiên yêu được chia làm cấp 1 đến cấp 9. Hai là kim tiên, ma vương, yêu vương được chia làm từ cấp 1 đến cấp 9. Ba là tiên đế, ma đế, yêu đế được chia làm từ cấp 1 đến cấp 9. Thứ tư, sắp xếp từ bé đến lớn như sau của tiên giới. Thiên tiên, kim tiên, tiên đế. Thứ tư sắp xếp từ bé đến lớn như sau của ma giới: thiên ma, ma vương, ma đế. Thứ tư sắp xếp từ bé đến lớn như sau của yêu giới: thiên yêu, yêu vương, yêu đế. Thứ ba là thần giới. Một, nhân thần được chia làm 3 cấp: hạ cấp, trung cấp, thượng cấp. Hai là thiên thần gồm có 3 cấp: hạ bộ, trung bộ, thượng bộ, lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc. Ba là thần vương. Ở đây người nào có kỳ ngộ sẽ lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc gia tốc, tinh trì ngưng động thời gian. 4 là thiên tôn có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đảo lưu. Thứ tư là tu luyện theo phương pháp tinh thần biến. Về phàm nhân con người, một, hậu thiên kỳ được chia làm 3 cấp nhỏ: tiên kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Hai, tiên thiên kỳ được chia làm 3 cấp nhỏ: tiên kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Ba, tinh vân kỳ được chia làm 3 cấp nhỏ: tiên kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Bốn, lưu tinh kỳ được chia làm 3 cấp nhỏ: tiên kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Năm, tinh khắc kỳ được chia làm 3 cấp nhỏ: tiên kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. 4. Hành tinh kỳ được chia làm 3 cấp nhỏ: tiên kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. 7. Độ kiếp kỳ được chia làm 3 cấp nhỏ: tiên kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. 8. Hành tinh kỳ được chia làm 3 cấp nhỏ: tiên kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Về tiên ma yêu giới, một, ám tinh được chia làm 3 cấp nhỏ: tiên kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. 2. Hắc động được chia làm 3 cấp nhỏ: tiên kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. 3. Nghiêm điểm chia làm 3 cấp nhỏ: tiên kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Về thần giới, một, càn khôn. Hai, vũ trụ sơ khởi. Ba, vũ trụ đại thành, phàm giới, tiên ma yêu giới. Bốn, thần giới. Về trường không giả, người sáng tạo ra một vũ trụ thường sẽ được người nắm giữ trường không giả đời trước lựa chọn kế nhiệm. Ngoài ra, Tần Vũ đang tu luyện theo phương pháp tinh thần biến. Cảm ơn anh em đã xem hết video.